Sách Sáng Thế Ký, chương 49. Gia-cốp chúc phước cho các con. Gia-cốp triệu tập các con vào và bảo: Hãy tập hợp quanh cha để cha nói cho các con biết những điều gì sẽ xảy đến cho các con trong tương lai. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy tập hợp mà nghe. Hãy nghe lời của Israel cha các con. Ruben, con trưởng nam của cha, sức mạnh và dấu hiệu đầu tiên của năng lực, con được vinh dự cao cả và quyền năng tuyệt hảo. Con hỗn loạn như nước nên sẽ chẳng còn trội hơn ai. Vì con đã lên giường cha nên trọng cha mà làm hoen ố. Simeon và Levi là anh em ruột, lưỡi gươm của chúng là khí giới tàn bạo. Cầu cho tâm hồn cha đừng tham gia mưu nghị của chúng. Vinh quang cha không hợp cùng phe chúng, vì chúng đã giết người trong cơn giận dữ và cắt gân chân bò đực theo sở thích. Cơn giận chúng đáng rủa xả vì thật hung tàn, thạnh nộ chúng thật dữ dằn. Ta sẽ làm cho chúng tản lạc trong nhà Gia-cốp và phân tán chúng giữa Israel. Giu-đa ơi, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ nắm cổ quân thù, các con trai cha sẽ cúi đầu trước mặt con. Giu-đa ơi, con là một con sư tử tư. Con ta ơi, con bắt được mồi rồi quay về, nó thu gối nằm xuống như sư tử đực, như sư tử cái. Ai dám chọc nó? Cây trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy cũng không ra khỏi hai chân nó, cho đến khi người đến Si-nô và các dân tộc vâng phục người. Người về buộc con lừa mình vào cây nho và lừa con mình vào cảnh tươi tốt nhất. Người sẽ giặt y phục mình trong rượu nho và áo dài mình trong huyết nho. Mắt ngươi đượm hơn rượu nho và răng ngươi trắng hơn sữa. Sa-bu-luân sẽ sống ở miền duyên hải và trở thành nơi các tàu ẩn trú. Bờ cõi người chạy hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ, nằm xuống giữa hai cái yên. Khi người thấy nơi mình nghỉ ngơi thật thoải mái và đất đai tốt đẹp, người sẽ ghé vai mang gánh nặng và chịu sự sưu dịch. Đan sẽ xét xử dân tộc mình theo công lý như các chi tộc khác của Israel. Đan sẽ là con rắn nằm bên đường, con rắn hổ nằm dọc đường mòn, cắn gót chân ngựa, làm người cưỡi ngựa té ngửa ra sau. Lạy Chúa, con trông đợi sự giải cứu của Ngài. Gát sẽ bị một băng đảng xông đánh, nhưng người sẽ phản công và đuổi theo chúng. A-xe có thực phẩm dồi dào, cung cấp cao lương mỹ vị cho nhà vua. Lep-ta-li là một con sơn dương được phóng thích, nói những lời văn hoa. Joseph là một cây nho sai trái, một cây nho trồng gần suối nước, nhánh neo lên tường. Các xạ thủ cay đắng tiến công người, bắn tên vào người cách thù hận, nhưng nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp, nhờ đấng chăn chiên vầng đá của Israel, nên cung người vẫn vững chắc và cánh tay người vẫn mạnh mẽ. Nhờ Đức Chúa Trời của cha giúp đỡ con, nhờ đấng toàn năng ban phước cho con với phước lành từ các tầng trời xa xuống và phước lành từ vực thẳm dâng lên, phước lành của vú và dạ con mẹ. Phước lành cha chúc cho con lớn hơn các phước lành của núi cổ và của đồi xưa. Nguyện các phước ấy ở trên đầu của Joseph, lời chán của ông Hoàng Dương giữa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói ưa cấu xé, buổi sáng đi cắn nuốt mồi, buổi tối phân chia mồi cướp được.
Các người đó là 12 tộc trưởng của Israel, và đó là những lời cha họ đã nói khi chúc phước cho họ. Mỗi người được một lời chúc thích hợp cho mình. Jacob qua đời. Jacob ra chỉ thị cho các con. Cha sắp được tiếp về với tổ ông. Các con hãy chôn cha chung với các tổ phụ nơi hang đá trong cánh đồng Ép-đôn người Hê-tít, tức bọng đá trong đồng ruộng của Mạc-bê-la gần Mamre trong xứ Canaan mà Abraham đã mua của Hê-bron người Hê-tít làm mộ địa luôn với cánh đồng. Abraham và Sarah vợ người đã được an táng tại đó. Isaac và Rebecca vợ người cũng được an táng nơi này. Cha cũng đã chôn Lea tại đó. Đồng ruộng và hang đá trong đó đã mua của người Hách. Sau khi chối xong những lời đó, các con trai Jacob rút chân mình vào giường rồi tắt hơi và được rước về với tổ ông.